Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. 20.000 người Hồng Kông đăng ký đối thoại với bà Carrie Lam. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo đã có hơn 20.000 người đăng ký tham gia phiên đối thoại với bà sau 3 tháng diễn ra những cuộc biểu tình liên tục, tuy nhiên chỉ có 150 người được tham dự. Theo hãng tin AFP, đây là nỗ lực đầu tiên nhằm tìm cơ hội đối thoại với người dân của chính quyền đặc khu kể từ khi thời điểm hàng triệu người Hồng Kông bắt đầu xuống đường phản đối dự luật dẫn độ. Bà Carrie Lam cho biết, phiên đối thoại dự kiến ngày thứ Năm, ngày 26 tháng 9 sẽ là cơ hội để người dân cất lên tiếng nói của họ. Song những người biểu tình không nghĩ vậy. Họ cho rằng mọi yêu sách của họ đặt ra với chính quyền đặc khu tới nay đã được bày tỏ rõ ràng. Chúng tôi cam kết những người tham gia đối thoại thuộc nhiều thành phần khác nhau, với những quan điểm chính trị khác nhau, có thể tự do biểu đạt ý kiến, thậm chí trút xả cơn giận của họ, bà Lam phát biểu ngày 24 tháng 9. Mặc dù có hơn 20.000 người đã đăng ký, sẽ chỉ 150 người được chọn ngẫu nhiên để tham gia phiên đối thoại 2 giờ với bà Lam. Những người tham dự đối thoại cũng sẽ không được phép mang theo các đồ mà họ vẫn thường dùng khi tham gia biểu tình, như dù, mũ bảo hiểm, khẩu trang. Tôi hy vọng việc đối thoại với cộng đồng có thể được diễn ra trong không khí hòa bình, chừng mực và nhẹ nhõm, bà Lam nói. Đặc khu Hồng Kông đã bước vào tuần bất ổn thứ 17, với hàng trăm cuộc tuần hành diễn ra, một vài cuộc trong đó đã dẫn tới xung đột bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát. Tới nay, đã có hơn 1.500 người bị bắt, người nhỏ nhất mới 12 tuổi. Trưởng đặc khu Carrie Lam cho biết, bà cảm thấy đau lòng khi thấy những đứa trẻ bị bắt và không hiểu làm sao những đứa trẻ có thể hiểu được các vấn đề chính trị hiện nay. Tôi kêu gọi các bậc phụ huynh, giáo viên và các thầy hiệu trưởng phải để trẻ em hiểu rằng các vấn đề chính trị không đơn giản như thế, bà Lam nói thêm. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Ông Trump nói, giai đoạn lạm dụng thương mại của Trung Quốc đã kết thúc. Phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với Trung Quốc rằng giai đoạn lạm dụng thương mại của Bắc Kinh đã kết thúc và đe dọa mạnh tay trừng phạt với Iran nếu nước này không thay đổi hành vi ở Trung Đông. Trong nhiều năm, việc lạm dụng thương mại từ Trung Quốc đã được dung thứ, bỏ qua hoặc thậm chí được khuyến khích. Ông Trump nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng chủ nghĩa toàn cầu đã khiến các nhà lãnh đạo phớt lờ lợi ích quốc gia của họ. Đối với Mỹ, những ngày đó đã qua, ông Trump khẳng định. Ông Trump cũng nhắc đến tình hình Hồng Kông, rằng chính quyền của ông đang theo dõi cẩn thận cách mà Trung Quốc xử lý khủng hoảng ở đây. Thế giới hoàn toàn mong đợi rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước, ràng buộc và bảo vệ tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của Hồng Kông. Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng đe dọa rằng Iran sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng tay hơn, trừ khi nước này tạm dừng các hành vi xâm lược ở Trung Đông, bất chấp hy vọng của các nhà lãnh đạo châu Âu về bước đột phá để giảm căng thẳng. Chừng nào hành vi đe dọa của Iran còn tiếp diễn, các lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ mà còn thắt chặt hơn, ông Trump khẳng định. Một quốc gia khác cũng bị ông Trump đe dọa tăng cường trừng phạt là Venezuela vì mối bang giao của nước này với Cuba. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một con rối của Cuba, được bảo vệ bởi các vệ sĩ Cuba. Thưa quý vị, Nhật Bản hốt hoảng vì không thể theo dấu tên lửa Triều Tiên. Giới chức Nhật đã bật báo động sau khi hệ thống phòng thủ của nước này không thể theo dấu đường bay của một số tên lửa mới tầm ngắn của Triều Tiên. Theo Kyodo, các trạm radar và lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật không lần theo được một số tên lửa tầm ngắn mà Triều Tiên phóng trong vài tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về năng lực phòng thủ của Nhật, các nguồn tin nắm được vấn đề vừa cho hay. Các tên lửa mà Triều Tiên phóng đi, gồm cả một số quả có chạm tới Nhật, đã không bị hệ thống phòng thủ của Tokyo phát hiện do nó bay ở tầm thấp và có đường đạn bất thường. Tokyo cho rằng Bình Nhưỡng đang cố chọc thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện có của nước này. Chính phủ Nhật ngày càng lo lắng trước việc Triều Tiên đạt nhiều tiến bộ trong việc phát triển công nghệ. Tokyo hiện cân nhắc vận hành hoặc nhiều hơn các tàu khu trục có gắn hệ thống Aegis để phòng thủ ở tầm thấp cũng như củng cố hệ thống radar.
Việc Hàn Quốc quyết định hủy thỏa thuận, chia sẻ tin tình báo với Nhật cũng khiến Tokyo thêm lo lắng vì những tên lửa mà Nhật không phát hiện được lại được quân đội Hàn Quốc phát hiện thành công. Do không có khả năng phát hiện các tên lửa, Triều Tiên có thể bắn trúng Nhật ở giai đoạn đầu, nên việc chặn các tên lửa này cũng như triển khai các biện pháp khẩn cấp như đưa cảnh báo sơ tán sẽ rất khó khăn với Tokyo. Trong đợt phóng tên lửa từ tháng 5 tới tháng 9, Triều Tiên đã bắn đi các vật thể bay có hình dạng và năng lực khác nhau. Nhiều vật thể bay đã bay thấp, dưới độ cao 60 km, thấp hơn nhiều so với tên lửa bình thường. Một số tên lửa của Triều Tiên đã qua mặt được các tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật tại biển Nhật Bản, cũng như các radar được lực lượng phòng không nước này vận hành. Theo Bộ Quốc phòng Nhật và Hàn Quốc, vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng trong thời gian qua có cả KN-23. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, KN-23, giống với tên lửa chiến thuật của lục quân Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Công chúa Huawei hầu tòa tại Canada với thiết bị giám sát ở cổ chân. Bà Mạnh Vãn Châu xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ và nụ cười thường trực khi đến dự phiên tòa ở Vancouver, Canada, dù phải đeo thiết bị giám sát ở cổ chân. Bà Mạnh Vãn Châu, con gái người sáng lập Huawei, đồng thời là giám đốc tài chính của tập đoàn này, rời căn nhà ở Vancouver hôm 23 tháng 9 trong bộ váy màu tím và thiết bị giám sát ở cổ chân. Bà Mạnh bị bắt tại Vancouver ngày 1 tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của phía Mỹ và đang chờ kết luận của Tòa án Canada về việc dẫn độ bà sang Mỹ. Trong thời gian này, bà được tại ngoại nhưng chịu sự giám sát 24/7. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, bà tham gia phiên tòa thủ tục tại Tòa án tối cao British Columbia, nơi bên Nguyên sẽ công bố các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc bắt giữ, truy tố, theo Reuters. Phiên tòa về việc dẫn độ bà sang Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm 2020. Mỹ muốn xét xử bà Mạnh với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, cũng như khai man về việc này với các ngân hàng Mỹ. Các luật sư của công chúa Huawei cho rằng bà đã bị lục soát một cách bất hợp pháp khi bị bắt giữ và bị thẩm vấn trái luật trên danh nghĩa kiểm tra xuất nhập cảnh. Từ đó, họ muốn gây sức ép để cơ quan tư pháp Canada hủy phiên tòa xét xử việc dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Bà Mạnh, 47 tuổi, dường như rất thoải mái với nụ cười thường trực trong lần xuất hiện này khi được phóng viên Reuters hỏi cảm thấy thế nào về phiên tòa ngày 23 tháng 9. Bà nói, tốt, cảm ơn. Bà mang theo điện thoại Huawei khi đến tòa. Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, bị Mỹ cáo buộc có các hoạt động đi ngược lợi ích an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại của nước này. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Úc yêu cầu bỏ vị thế đang phát triển của Trung Quốc. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho rằng cần thay đổi quy định để không tiếp tục coi Trung Quốc là nền kinh tế đang phát triển. Các quy tắc thương mại toàn cầu không còn phù hợp với mục đích và phải được thay đổi để phù hợp với vị thế mới của Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển, Thủ tướng Morrison phát biểu trước Hội đồng Toàn cầu Chicago tại Mỹ hôm 23 tháng 9. Thủ tướng Úc khẳng định cộng đồng quốc tế đã hợp tác để giúp Trung Quốc phát triển, nhưng giờ là lúc phải yêu cầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới minh bạch hơn trong các vấn đề về thương mại và nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết biến đổi khí hậu. Các thể chế toàn cầu phải điều chỉnh các quy định của họ với Trung Quốc để công nhận tình trạng mới này. Morrison nói thêm, coi Trung Quốc là nền kinh tế mới phát triển. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, việc coi Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển sẽ đánh dấu sự thay đổi so với vị thế nền kinh tế đang phát triển mà Bắc Kinh tự tuyên bố. Những quốc gia được WTO coi là nước đang phát triển có thời hạn dài hơn để thực hiện các cam kết thương mại tự do, cũng như có khả năng bảo hộ một số ngành công nghiệp trong nước và duy trì trợ cấp. Tuyên bố của Thủ tướng Úc được cho là sự ủng hộ nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu nhằm xóa bỏ vị thế nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc. Tổng thống Trump hôm 26 tháng 7 ra bản ghi nhớ, khẳng định Mỹ chưa bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc tự nhận là nước đang phát triển, nhấn mạnh rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Trung Quốc và quá nhiều quốc gia khác tiếp tục nhận là các nước đang phát triển, cho phép họ hưởng những lợi ích đi kèm với danh xưng đó và có những cam kết lỏng lẻo hơn so với các thành viên WTO khác, Tổng thống Trump viết.
Mối bang giao Úc và Trung Quốc xấu đi khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Cựu Thủ tướng Turnbull năm 2017 tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Úc nhưng Bắc Kinh phủ nhận. Úc năm ngoái cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G cho nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Úc ngày 23 tháng 8 cũng tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng tử Trung Quốc do lo ngại sự can thiệp nước ngoài, theo Reuters. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.